Chào mừng các bạn đến với kênh Cao Thần Vlog. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm món chùm ruột mắm đường. Một món ăn dân dã của miền Tây nhưng ăn rất là ngon nha các bạn. Với cách làm rất là đơn giản, mình tin rằng các bạn sẽ thực hiện thành công món ăn này. Thành phần nguyên liệu của mình gồm có nửa ký chùm ruột, ớt, đường, bột ớt khô Hàn Quốc và nước mắm ngon nha các bạn. Các bạn có thể sử dụng chùm ruột non và xanh thì ăn nó sẽ chát và chua nhiều hơn. Ở đây mình có chùm ruột nó đã hơi chín vàng một ít cho nên là cái độ chua và độ chát nó sẽ giảm hơn. Mình bắt tay vào thực hiện đó các bạn. Đầu tiên mình sẽ dùng một cái cối thì sẽ đập dập chùm ruột ra nha các bạn. Các bạn chỉ cần đập dập phía bên ngoài là được rồi. Đừng đập nhuyễn quá để khi mình trộn vào cái hỗn hợp mắm đường thì nó sẽ ngấm đều. Và tiếp theo mình sẽ pha hỗn hợp mắm đường. Mình sử dụng 4 quả ớt, mình sẽ đập dập ra. Các bạn đập dập thì sẽ ngon hơn là mình băm nhuyễn các bạn. Mình sẽ cho tiếp vào 4 muỗng đường nha các bạn. Và 2 muỗng ớt bột Hàn Quốc để cho cái chùm ruột mắm đường của mình có màu sắc đẹp và thơm hơn nha các bạn. Nước mắm ngon mình sẽ cho vào đây là 1 muỗng rưỡi. Mình có công thức chung là cứ 4 muỗng đường, 2 muỗng ớt bột, 1 muỗng rưỡi muỗng nước mắm và 4 trái ớt. Tùy vào cái lượng chùm ruột của các bạn nhiều hay ít mà các bạn cứ gia giảm cái lượng nguyên liệu lại nha các bạn.
Đây là tô tôm luộc sau khi mình đã đập dập rồi nha các bạn. Mình sẽ trộn với cái hỗn hợp mắm đường mình vừa trộn lúc nãy. Phần mắm đường của mình nó rang rất là sạch, nhưng mà khi các bạn trộn vào tôm luộc để khoảng 5 đến 10 phút thì nước trong tôm luộc sẽ ra và sẽ ngấm đều vào tôm luộc, làm cho ăn rất là ngon nha các bạn. Các bạn cứ dùng muỗng đảo đều lên để khoảng từ 5 đến 10 phút là mình có thể sử dụng được liền nha các bạn. Sau khi chùm ruột và nước mắm đường đã hòa quyện vào nhau thì mình sẽ cho tiếp vào đây là một muỗng muối tôm Tây Ninh nha các bạn. Cái hỗn hợp của mình lúc nãy nó rất là sạch, nhưng mà hiện tại thì nó đã ra nước rất là nhiều và ngấm đều vào chùm ruột các bạn. Ăn rất là ngon, cái mùi rất là thơm nha các bạn. Và bây giờ mình mời các bạn cùng thưởng thức với mình món chùm ruột mắm đường nha các bạn. Các bạn nhìn thấy rất là hấp dẫn phải không? Chùm ruột thì rất là ngon, thơm, ăn vào thì có vị chua, chát, ngọt, mặn, cay, rất là hài hòa. Nếu yêu thích video, các bạn hãy cho mình xin một like, một bình luận và một chia sẻ đăng ký kênh để có thể theo dõi các video tiếp theo của mình nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.